Và bây giờ thì Cát Tường đã vào vị trí mai mối của mình rồi nha. Bạn trai cũng chờ nãy giờ cũng ít phút rồi, chắc là hồi hộp lắm. Đợi xíu bây giờ Tường dẫn bạn gái mình vào nha. Dạ. Yeah. Rồi, ngồi vào vị trí đi ha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nè. Rồi, bây giờ giới thiệu về bản thân mình trước cho đối phương nghe, nói lớn lên nha. Mời bạn trai. Dạ, em là Võ Thanh Việt. Em 36 tuổi. Là sinh năm bao nhiêu? 83. 83. Em đến từ Quảng Ngãi. Em hiện giờ làm việc cho công ty sản xuất tủ điện ở Long An. Em làm bộ phận cơ khí, em làm kỹ thuật. Ừ. Rồi, mời em. Ủa gì cười tươi quá vậy? Hả? Trái tim đâu có cái gì đâu mà nhìn chăm chú chỗ cười tươi vậy, khoái vụ gì? Dạ, em là Lê Thị Kiều Anh, em 27 tuổi, quê ở Đồng Nai, em làm kế toán ở công ty thương mại. Mà không cứ hỏi khoái cái vụ gì mà tự nhiên anh giới thiệu mà khoái vậy? Dạ, em thấy vui. Vui? Dạ, hợp tuổi. Tuổi sinh năm bao nhiêu? 83 là hợp tuổi em ạ. 83 là khoái, hàng chi bên đây giới thiệu, của bên kia cười hít mắt. Em đang sống với ai? Dạ, em đang ở trọ trên thành phố này, em đang sống với bạn ạ. Quê Đồng Nai, sống với bạn trên này ha. Rồi bên đây thì quê Quảng Ngãi, ở trong đây cũng sống với... Dạ, sống một mình chị. Một mình, nhà trọ luôn. Dạ. Vô đây lâu chưa? Dạ, vô đây lâu rồi, mà mới về công ty này là 2 năm. Mai mốt về quê lập nghiệp hay ở trong này? Dạ, đất lành là chim đậu. Ngoài quê mình còn ai không? Còn anh. Ba mẹ? Mẹ bỏ đi từ nhỏ rồi, ba mất à, với anh đi. Ồ. Rồi, thôi... sorry em chuyện buồn nha. Dạ. Và bây giờ hỏi tiếp tới điểm mạnh điểm yếu của mình nè. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng, thích giúp đỡ mọi người, chung là dễ khóc, có kiềm chế cảm xúc. Mà thường là mình sẽ khóc vào những cái trường hợp nào? Dạ xem phim mấy chị. Trời ơi thôi giống chị quá vậy. Tối chị coi phim Hàn Quốc mình cái chị để hộp giấy kế bên, nhiều khi khóc cho nó đã luôn ha. Khóc cũng là một cách để giải stress đúng không? Mình căng thẳng áp lực công việc mình khóc cho nó đã ha. Dễ thương, cô gái này cực kỳ dễ thương nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Nha. Mà cái gì xíu đó hoài vậy, bỏ anh đi. Để này chặt. Nhưng mà lý do sao đem vô đây chi vậy? Để em tặng cho bạn. À, rồi chút xíu nữa sẽ hỏi tiếp nha. Rồi bây giờ điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là chơi được nhiều môn thể thao. Đá banh, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền. Mà sao chơi nhiều thể thao mà hơi tròn vậy? Nhậu nhiều. Ừ rồi, mà bây giờ còn chơi không hay là hồi xưa thôi? Dạ bây giờ cũng lay ra, thì bây giờ còn đá banh à. Nhậu dữ không? Dạ nhậu dữ. Dữ hả? Dạ bây giờ bỏ bớt à, bây giờ ít lắm rồi. À, đâu đưa hai tay lên để anh bàn coi coi. Sao đeo đồ nhiều quá vậy? Đây là mê tín á. Ồ, nhiều đồ dữ ha. Mê tín là mê tín sao? Cái này đeo vô đó để làm một chiếc nhẫn này nè, nó quảng cáo trên mạng. Là nhẫn gì vậy? Bất tâm kinh gì đó. Còn bên kia? Cũng giống nhau. Rồi còn cái ngón đó? Nói chị nhận này thích thì đeo. Là điều đó đúng không? Trời ơi, thôi được rồi, đưa cái tay nó để lên bàn coi. Thôi đeo nhẫn thì đẹp rồi đó, nhưng mà cắt cái ngón tay út đi. Cắt cái móng tay đi về. Móng tay mới tập đánh đàn. À, mới tập đánh đàn thì ta để nguyên một bốn bên đây, ngón. Bên đây trụi lũi hết. Thì bên đây thì phải bốn ngón mới đánh đàn, chứ có ngón là móc móc cái đàn nè, gì. Mấy móng lên nè, móc móc nè. Ôi, thiệt tình luôn á, ông này cũng điệu dễ sợ luôn á. Bạn gái có đeo gì không? Đó, con gái ta đơn giản, ổng đeo 3-4 chiếc luôn mà chiếc nào chiếc nấy bự, chó chó là chó chết luôn. Nhẫn của ổng á, ghê thiệt. Rồi, có tật xấu gì nữa không? Hút thuốc, với lại là thẳng tính quá dễ mất lòng. Có những lúc thẳng tính thì cũng tốt, nhưng mà thẳng tính quá thì mất lòng là cũng đúng rồi. Thì mình biết đó, khuyết điểm của mình thì mình điều chỉnh lại chút xíu em ha. Dạ. Thích nhậu nhẹt nhiều, hút thuốc nhiều không? Dạ không, em không thấy thuốc hút. Nhậu thì nhậu có mục đích thì được. Mình có thể bớt cái hút thuốc lại được không? Dạ bỏ được luôn chứ hết chị, tại vì không có một ràng buộc, chứ có ràng buộc là bỏ được. Nhớ nha, làm bằng chứng nha. Rồi, mai mốt là nếu mà hẹn hò nhau là bỏ, bắt anh bỏ thuốc nha không? Vừa tốt cho mình, vừa tốt cho đối phương. Nhậu em cũng gần như bỏ mà, tại vì dỗm đó. Bỏ, hồi kia một tuần nhậu 6 lần, chứ bây giờ có thể là một tháng nhậu 2 lần. Lần nhậu luôn 2 tháng ha. Được rồi, tình trường thì sao cưng? Dạ em chưa có mối tình nào hết ạ. Hả? Từ đó đến giờ luôn á hả? Dạ em có thích người ta vậy thôi, chứ không có chưa có yêu. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Dạ thì ngày xưa thì cũng đi học vô tư thôi, rồi đi làm thì trong công ty cũng toàn mấy bạn nhỏ tuổi hơn, với lại mấy bạn kia thì cũng có gia đình hết rồi. Còn em tình trường sao?
và một mối tình chia tay 6 năm. Quen được bao lâu? Chắc cũng gần 3 năm. Gần 3 năm, lý do sao chia tay? Hồi đó còn ham chơi. Ai ham chơi? Em. Hết hồn tưởng đâu nói bạn gái ham chơi quá bỏ. Rồi ai chia tay với ai? Thì tự động thôi, thấy mình thôi cho người đó tốt hơn. Rồi 6 năm nay tại sao không tìm hiểu ai? Em ở Campuchia 4 năm. Làm gì bên Campuchia? Làm công ty đưa vô nó làm. Rồi về công ty mới đây là bây giờ lớn tuổi rồi. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Đâu, đưa chị coi mấy cái hình của em coi. Mẫu người lý tưởng của em muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dễ nhìn. Dễ nhìn. Cao 1m50 trở lên. Tròn tí. Tốt, mà nếu mà không tròn nữa thì cũng xiên ngang chứ đừng ốm quá mà biến ăn đó là rồi luôn. Ốm quá biến ăn là không được phải không? Dạ. Yeah. Tròn tốt phải không? Yeah. Có hiếu à. Đây. Biết cư xử. Kiếm cổ đi. Có hiếu, biết cư xử, tròn. Bên đây, em muốn tìm người bạn trai như thế nào? Chững chạc, không cha trưởng, sống vì gia đình. Đây, tìm đi, chững chạc. Không gia trưởng, vì gia đình, ngoại hình thích người sao? Người bình thường dáng nhìn được là được. Rồi em nhìn đi, trong đó có em có thích anh nào không? Rồi chị gả cho, tìm ra cổ chưa? Sao biết cổ? Đoán, hồi nãy nghe là có tròn. Em thích tròn chứ cực gì. Nãy chị kêu à vậy hả? Ừ rồi, tròn. Giữ đi nha, để chị mở cửa ra coi đúng không? Dạ, anh này. Đâu, được coi. Hai người giống trong một người. Trời ơi, sao đoán ảnh tròn dữ vậy cưng. Rồi cầm đi cưng, chút chỉ cho ảnh coi phải ảnh không nha. Ê, có nào ảnh thiệt không ta? Tôi nhìn hình tôi không nhìn ra luôn á. Để xem hai bạn ấy có đoán được đúng nhau hay không nha. Mở cửa trái tim. Đó. Rồi, sao hai bạn? Thật quá. Em đúng không? Em chắc sai à. Hỏi cổ có phải cổ không? Hồi nãy chọn đây nè, không phải không? Ngày nay phải không? Ngày nay phải không? Ngày nay phải không? Dạ. Rồi em. Dạ đây đúng không anh? Mở. Dạ. Mở. Dạ. Mở. Dạ. Ủa đúng hả? Đâu được coi. Hớt tóc của chị. Em đây hả? Dạ. Sao trong này mập dữ vậy? Thôi vậy là giờ ngon rồi. Giờ ngon hơn rồi, chứ này đang, mập quá. Đang giảm ký rồi chị. Đang giảm ký, giảm thêm chút xíu nữa nha. À, bên đây giữ nguyên phong độ, bên đây giảm chút xíu nữa. Đừng mập nữa nha. Rồi. Mập cũng được mấy chị. Cái này trước đi, trời ơi. Hai cái lượt luôn. Không hiểu sao luôn á. Cái quà tặng em. À, dạ rồi anh, đúng rồi. Cảm nhận của em về món quà của anh như thế nào? Dạ em có cái mối quan hệ là đặc biệt đó, anh có thể giải thích cho. Giải thích cho cổ nghe đi. Anh của người xung quanh mình được an toàn. Dạ món quà của anh nó rất là đặc biệt. Thích không? Dạ thích. Sử dụng liền ha. Vừa thực tế ha, vừa có ý nghĩa ha. Hoa rất đẹp. Sao? Cảm nhận khi mà mở cửa trái tim ra nhìn thấy cổ em thấy như thế nào? Thấy cũng dễ thương. Có giờ sao xuyến được nào chưa? Chút ha. Yeah. Rồi bây giờ hai bạn tâm sự với nhau nha. Lâu rồi không yêu, chưa yêu ai, phải nắm bắt cơ hội với nhau để tìm hiểu. Em ở Đồng Nai mà ở chỗ nào? Dạ em ở Mỹ mà cận Long Khánh á. Anh cũng hay đi về Dầu Dây, có mấy đứa em đó. Dạ đúng rồi. Thí dụ được thì bao lâu nữa mình sẽ tiến tới hôn nhân? Mình đã chuẩn bị gì chưa? Chút rồi chị. Chút rồi ha. Ê, quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Tình yêu thì người chồng phải có trách nhiệm với gia đình. Ví dụ như em làm việc này thì anh cũng phải để ý, để làm việc kia. Tại nếu mình để nói ra thì câu nói nó lại hơi nặng nề, với lại nhiều người họ lại không thích. Theo em quan điểm trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý về kinh tế? Dạ chú rồi. Dạ. Cho tiền đi lau đường ít ra được rồi. Chứ không phải là chồng mỗi ngày mỗi phát tiền đi chợ cho vợ hả? Làm ai làm vậy? Ai làm vậy đúng không? Em muốn đẻ mấy đứa con? Nhiều tốt, tại gia đình em ít người quá bây giờ. Nhiều sao nuôi nó cho đàng hoàng được. Mình ân thích vậy chứ còn khả năng của mình đi chứ. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn cùng thưởng thức một món ăn ngon. Xin mời hai bạn thưởng thức món tôm sốt chanh dây và bò nướng đá của nhà hàng Việt Phố. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự nha. Ít phút thì tôi sẽ quay lại.
Từ nhỏ anh đã làm việc nhà rồi mà. Em làm ở đây có bao làm gì quê? Dạ, tại nhà em ở Đồng Nai nên đi đường cao tốc cũng về gần nên thường là tuần nào cũng về quê hết á. Em không đi làm dâu vậy anh có đi làm rể được không? Được, nếu mà cha mẹ em thương rể tận thì làm rể được. Cha mẹ em có dễ không? Dạ, nói chung là thấy dễ thì dễ, thì khó thì khó. Thì anh cảm nhận mẹ em như thế nào? Thấy em hiền. Dạ, còn gì nữa không? Em có về miền Trung lần nào chưa? Dạ chưa, em là trước giờ chưa có đi xa nhiều, chỉ đi quanh quanh Đồng Nai thôi. Em cũng nghe nói miền Trung nói chung là cũng thích đi vài địa điểm cũng nhưng mà vẫn chưa có ai đi cùng. Thế là đi con Ngãi đi. Dạ. Sao mà nó im re vậy, ở ngoài tôi không nghe nói năng gì trơn vậy, rụt rè nhút nhát quá vậy. Trời ơi, trao đổi một chút xíu về cuộc sống đi, về quan điểm đi. Dạ có. Có không? Ai đăng ký đem tham gia chương trình? Dạ kế toán công ty. Hả? Kế toán tham gia chương trình? Hôm nay đòi đi hết công ty, nghỉ hết. Đi hết cả công ty luôn, đăng ký hết cho em luôn. Ủa, em ấy nổi tiếng công ty luôn hả hay em, sao? Em là cái tiêu đề mà mỗi lần vô công ty hay nói thôi. À, rồi. Thế còn em, ai đăng ký em tham gia chương trình? Dạ mẹ em với chị em. Vậy hả? Trong cuộc sống thì em có cái ước nguyện gì không? Là sau này mình chết mình hiến cho khoa học rồi ai cần thì mình. Em không sợ hả? Dạ cũng không có gì phải sợ ấy, tại vì mình làm này cũng giúp được nhiều người, tại vì sau khi mình chết cũng không có xác, mình cũng không có làm được mà gì mà. Gia đình em có phản đối không? Gia đình em chưa biết. Hả? Chết chà, về chương trình mình phát sóng gia đình biết rồi. Mình cứ bàn bạc thẳng thắn với ba mẹ mình, nói mục đích của mình thôi. Thế còn em nghĩ sao về cái suy nghĩ đó của cô gái? Tôi nghĩ là làm việc tốt mà. Em dám không? Thấy là lúc mình chết hả chị? Ừ. Lúc chết thì có đâu không vậy? Hả? Nhưng mà vấn đề bây giờ mình đang sống nè, mình phải đưa ra quyết định đó, mình phải ký giấy tờ cho người bệnh viện trước. Thì lúc mà mình... Có chứ, cái đó bình thường mà chị. Dám không? Dám. Chị không dám. Chúc mừng hai em. Đó là một cái mong muốn rất là tốt. Thật ra chị đã làm rất là nhiều chương trình, có nhiều bạn trẻ người ta cũng mong muốn làm cái điều đó. Cái điều đó là những cái suy nghĩ rất là tiến bộ và giúp ích được cho rất là nhiều người. Không phải chết là hết. Cái chết nó sẽ bắt đầu cho những cái sự sống mới, rất là hay ha. Cảm ơn em, rất là ngưỡng mộ em. Rồi, bây giờ cho chơi nè. Bây giờ bốc thăm nè. Cho nó xôm một xíu coi, bốc đọc lớn lên nè. Chia sẻ quan điểm về những điều không thích của bạn. Rồi, em chia sẻ những cái điều gì mà em không thích về bản thân em. Dạ em thì hơi chậm chạp, hơi lười, thích ngủ nướng. Thích ngủ nướng. Ngủ nướng là tới mấy giờ? Chung là em thích ngủ. Nhưng mà đi làm rồi sao, có ngày nào trễ giờ chưa? Dạ cũng có trễ giờ. Trời ơi, phải cố gắng nghe, dậy sớm nha. Rồi em đọc lớn lên. Kể lại một sai lầm mà mình từng vấp phải trong tình yêu và cuộc sống. Rồi đó, có yêu rồi đó, kể đi. Sai lầm tôi trong tình yêu là hầu như đó không chơi quá thôi, là để mất mối tình đẹp. Chơi là chơi cái gì? Lúc đó em mê chơi cái gì? Ăn nhậu thứ gì chơi. Ăn nhậu, chơi gì nữa? Cờ bạc rồi chơi cờ bạc nữa. Cái gì nữa? Đó thì ăn nhậu rồi tới bến. Ở bến luôn. Bây giờ cái bến nó đâu rồi? Có chồng. Thì bởi vậy đó, cái bến là cần tới không tới mà lo nhậu tới bến. Rồi bây giờ đã rút kinh nghiệm chưa? Bây giờ thì rút kinh nghiệm mình chứ, tại vì bây giờ khỏi cần suy nghĩ tới bạn gái, mình cũng tự bỏ mấy cái đó, tại vì nó cũng không có tốt. Cương quyết chưa? Cương quyết chứ chị. Nhậu thì không có bỏ, nhậu thì giỡn thôi chứ, tại vì giảm thôi. Nhiều khi tiệc tùng rồi mình phải. Em hứa thử chưa? Em hứa cái điều em vừa mới nói. Những cái điều đây là thật hết chứ, tại vì nói là có. Thì anh hứa đi, bây giờ anh hứa. Tại vì cái đây là
những cái có hại này nên cũng dọn. Hút thuốc thì bỏ, nhưng mà nhậu thì dọn. Hút thuốc bỏ, nhậu giảm, được chưa? Không ăn chơi tới bến nữa. Không. Chơi nửa bến thôi, cặp bờ, chơi dọc dọc bờ, đừng qua tới xa. Nghe không? Dạ. Rồi bây giờ hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Ngay hiện tại giờ phút này em cảm nhận như thế nào về đối phương? Hay là trong lòng em đang suy nghĩ điều gì? Mời em. Thì thấy bạn nữ dễ thương, hiền, cũng thích. Anh chững chạc nhưng mà những cái lời nói của anh thì em còn phải kiểm nghiệm. Tại vì lời hứa thì em vẫn còn nghi ngờ. Đúng rồi, gia đình nhà họ hứa, hứa thật nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Nhưng mà hứa ở đây trên chương trình có gì tường, có bao nhiêu khán giả xem à, cái đó là tốt cho bản thân mình phải cố gắng nha. Nha. Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Hai bạn hãy nhắm mắt lại, hãy suy gẫm lại cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ, chúng ta có phù hợp với nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Đó, đúng rồi, mạnh như vậy mới được. Bấm nhẹ quá là không có được đâu. Mời hai em đứng ở một bên. Đây, trai qua đứng với gái đi. Đàn trai phải qua đàn gái. Trước tiên là nắm tay nhau nè. Nhìn nét mặt hai bạn cũng có nét phu thê lắm đó. Bạn trai hãy tặng bạn gái một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không. Chậm rãi thôi nha, từ từ nha. Rồi cái gì mà lùm xuống gì lại chậm thôi, giữ nguyên để người ta còn ghi hình lại cái giây phút này. Chậm lại. Cảm nhận như thế nào, anh gái? Dạ có chút rung. Có chút rung, còn em trai thấy như thế nào? Thì cũng ấm. Cũng ấm. Tôi thì tôi thấy có chút mùi bò với mùi tôm trộn lại. Rồi và Tường thay mặt cho chương trình gửi tặng các bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đó có một không gian tìm hiểu nhau nhiều hơn nhé. Rất là lãng mạn, xem những bộ phim hay nữa. Rồi, các Tường xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc nhé. 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.